Có một bạn hỏi là xe đã đi được trên 1.500 km có thay nhớt lắp được hay chưa? Thì nhớt lắp chính là nhớt hộp số đó các bạn. Theo khuyến cáo của hãng thì sau từ 5 cho tới 6.000 km chúng ta phải thay nhớt lắp một lần. Đối với Vinh thì cách dễ nhớ hơn là 2 đến 3 lần thay nhớt máy chúng ta nên sang kẽ một lần thay nhớt lắp là được. Tiện thể ngày hôm nay có một cái xe vào thay nhớt lắp, Vinh sẽ dùng cái xe này để hướng dẫn các bạn cách thay nhớt lắp tại nhà. Trước tiên thì các bạn phải có một cái điếu 12 để chúng ta siết và mở cái con ốc xả cũng như là châm nhớt lắp nè. Thì thay nhớt lắp thì tất nhiên là phải có một cái chai nhớt lắp rồi. Và quan trọng nhất là khi thay nhớt lắp các bạn phải để xe chống nghiêng. Sau đó các bạn hãy xác định giùm cho Vinh hai con ốc dùng để xả và cũng như là châm cái nhớt lắp mới. Thì hai con ốc này nó sẽ có kèm hai cái lông đền bên trong, các bạn chỉ cần nhìn thấy hai con ốc mà có kèm lông đền là được. Thì thông thường con ở dưới sẽ là con xả ra và con ở trên sẽ là con châm nhớt lắp mới vào. Khi xả nhớt lắp thì anh em chỉ cần mở con bên dưới ra, chú ý là phải sử dụng một cái khay gì đó để chúng ta đựng lại cái nhớt thải bên trong xe ra. Đa phần các dòng xe tay ga sẽ sử dụng dung tích nhớt lắp là 120ml, một tiếp này là đủ. Riêng đối với lại một số dòng xe như là SHI nè, Novo LX, SX là 200ml, còn NVX sẽ là 150ml, còn Vespa sẽ là 200 cho đến 270ml tùy dòng xe. Sau vài giây thì cái phần nhớt lắp trong xe đã được thải hết ra ngoài, thì bây giờ chúng ta chỉ việc lau lại cái con ốc xả nhớt lắp này bằng một cái khăn sạch, sau đó là gắn chả vào lại bên trong xe. Dùng tiếp 12 để khóa lại cái con ốc xả này. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục mở cái con ốc ở phía trên là dùng để châm nhớt lắp mới vào. Khi châm nhớt lắp anh em hãy đá chống đứng lên để cho chúng ta có thể dễ châm hơn. Xe này mình dùng tiếp nhớt lắp Motul có dung tích là 120ml, có cấp nhớt là 80W90. Với cấp nhớt của dòng nhớt lắp Motul này sẽ đặc hơn để bảo vệ các bánh răng truyền động bên trong bộ nhớt lắp được tốt hơn, giảm mài mòn động cơ, giảm ma sát, giúp xe tay ga của bạn hoạt động êm ái và mạnh mẽ, chống rỉ, chống ăn mòn động cơ một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra còn có thêm nhớt hộp số của Liqui cho anh em có thêm sự lựa chọn. Chai này sẽ có độ nhớt là 80W90 với dung tích là 150ml. Sau khi đã châm hết nhớt lắp vào rồi, các bạn chỉ cần giật cái tiếp nhớt lắp ra, gắn trả lại ốc châm nhớt là xong. Những thao tác đơn giản này thôi là chúng ta có thể tự thay được nhớt lắp tại nhà rồi. Anh em hãy nhớ thay nhớt lắp đúng định kỳ để bộ truyền động của xe của chúng ta luôn vận hành êm và bền nhất nha. Ngoài thay nhớt lắp ra, khi các bạn mua bất kỳ một sản phẩm hoặc làm dịch vụ gì tại shop hai bánh cũng sẽ được chăm sóc với 4 bước miễn phí, đó chính là bơm bánh xe, vệ sinh kính hậu, mặt đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn. Để đặt hàng online anh em có thể liên hệ với số hotline là 0938820202, hoặc là anh em có thể ghé trực tiếp các chi nhánh của shop hai bánh nằm tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương để chọn được một món hàng ưng ý cho chiếc xe của mình.